bà có bệnh mà bà phải nói với con cháu bà không được giấu. Bác sĩ nó bảo ở đấy thì bà ấy mà chưa. Con vừa lên rồi thì nói chuyện cũng gọi là ổn rồi. Thì bây giờ tranh bảo là con vừa lên xin lỗi để tranh nhưng chưa gặp được mẹ tranh thì cũng ok rồi. Bây giờ con cũng xin lỗi xong hết rồi. Bây giờ tranh bảo là cần thời gian thì một tuần nữa đến cửa đấy cho nữa xin đi. Gọi nó về đi, bảo nó về xem một chuyện bà nhà. Thế nó lúc đi cùng bạn mà. Nó đi uống bia gì ở ngoài kia. Sao lại để nó đi uống bia gọi nó về nhanh? Bà vừa về đấy. Đấy bà vừa viện về đấy, bia bà chưa biết chuyện gì cơ. Điện nó về xem nào. Em đang điện này. Nhưng mà bà mà biết chuyện này, bà ốm. Bà về gấp rồi, bà đang ốm về gấp. Bà đang ở viện bà về đấy. Alo. Thế anh Hoàng đang ở đâu ấy? Bảo anh Hoàng bảo về đây. Về luôn nhá, về gấp nói chuyện với anh em với bà này. Đừng uống nghiệp gì nữa, về luôn đi. Bà về rồi. Nhưng mà bà vừa khỏi bệnh thế bây giờ nói chuyện với bà nhớ đâu bà thì lên nhận luôn. Thế chẳng nhẽ không nói. Thế cứ đợi như thế này. Thế vừa nãy anh em mình bảo cô đấy đây. Không nói chuyện với bà đây để bà không biết sợ bà ốm mình. Bà biết mấy anh em mình lên bây giờ bà xin được gấp xem tình hình như nào. Ừ. Mà không nói thì bà cũng hỏi mà. Không nói bà đang ốm mà. Bây giờ cái trai nó đi một tuần nay không về thì nhé bà lại không ấy, không biết, không đi. Nó đây nó về. Ui giời. Anh đi gặp bất vui. Vào chuyện bà mày. Anh vào nói chuyện bà đi. Bà vừa chuyện về kìa. Biết luôn. Bà quan cuồng trong đây kìa. Mày vào nói chuyện bà. Bà đã khỏi đâu, bảo về để xem câu chuyện nào đấy. Tối đưa bà lên. Không, em bảo đây. Bây giờ mày cứ mày đóng cửa bác sức khỏe mà. Nhưng mà em chưa biết nói như nào. Này mày hai mấy tuổi đầu rồi đấy. Thì bây giờ làm cái gì ra là tự biết đi mà nói. Nói thật ạ. Chẳng nói thật. Chẳng bây giờ mày nói ra, mày giấu làm sao được. Thế mày định giấu à? Đang mệt như này, bây giờ nói ra là em được cái nào đánh tranh xong rồi không, nó không vào gì đấy. Mày những cái gì mày làm ra, mày biết mày lớn rồi, mày phải tự biết. Bây giờ chỉ có con đừng thì... con đừng nói mà bảo là anh em nói hộ mày đúng không? Anh em lên đấy đủ ngại mặt rồi. Em bảo anh em nói đâu. Thì em mày nói bảo anh em nói hộ. Đi nói như nào? Cái bản thân của mày lớn rồi. Bây giờ bà em vừa diện bản về mày lớn rồi mày tự biết. Bà em vừa diện về em bảo thế để bà em nằm viện tiếp à? Cái tự mày lớn rồi mày phải biết. Nói chung là tao nói này, anh em tham gia mày quá nhiều rồi mày đéo nghe. Bây giờ cái việc đấy mày tự đi mà làm. Mày phải tự nói chuyện bà mày. Thế mày không định nói chuyện bà mày chắc? Mày nói còn ngang. Chứ không phải bây giờ vào nói thật ra. Thật ra để bà em nằm viện tiếp à? Không thì bây giờ mày vào mày xem tình hình của bà nào rồi, nhưng mà chỉ có bà. Thời gian mình mà thời gian dài mày vẫn không giấu được bà. Nhìn mày. Bây giờ mày để cho bà khỏe bệnh đã. Nhìn như mày mày nói như thế bà cẩn thận bà gọi cho anh bà bảo sẽ ổn mà sao không về đi. Anh em để cho nó tự nó nổi nó tự biết. Nhưng mà chẳng cần tham gia này. Đứng mà chưa? Bà. Dạ. Vừa lên nó chuẩn bị tranh bà mà. Vừa lên nhà cũng vừa lên đời đây không? Không phải anh em nó xem. Nó vừa lên bà. Con vừa lên rồi thì nói chuyện cũng gọi là ổn rồi. Thì bây giờ tranh bảo là gọi là con vừa lên xin lỗi để tranh nhưng chưa gặp được mẹ tranh thì
chứ ok rồi. Bây giờ con cũng xin lỗi xong hết rồi. Bây giờ Tranh bảo là cần một thời gian thì một tuần nữa. Thế cứ ở đấy cho đỡ suy nghĩ. Tính thế nào đi, một là mai nên không có gặp mẹ nó luôn, xong là nếu mà nhà ta đồng ý mẹ nó vui vẻ thì bảo cho về luôn đi, chứ có đi một tuần nó nói thế này thì xuôi thì cái câu chuyện đấy thôi, chứ không phải là nó đang nói thật đâu, biết chưa? Cho nó đi, nên đây không có xuôi xuôi mà. Thì nó chả nói thì mình xin lỗi, nó chả nhẽ nó nằm ầm lên à? Nhà kia à? Từ từ chân mà. Nói chuyện với mẹ nó á. Thế bây giờ thì mai nhảy lên đi, mai lên chỗ. Thôi em thì mẹ cho anh đang đi biển. Mẹ vào cái gì đâu. Bây giờ anh xem lúc nào, thế bây giờ thì em bảo mày. Mày nói, mày nói mấy bà tự bản thân mày lớn rồi mày biết. Thôi có chú gì ở đây, chú ấy. Đấy thì hôm nay bọn con là đưa em nó lên trên đấy thì là có em nó nói chuyện với Tranh thôi, còn bọn con là ở ngoài thì cho em nó nói chuyện với Tranh với bố mẹ Tranh ấy. Ông vừa xin lỗi rồi, mẹ Tranh thì đi biển, bây giờ vừa có gặp cả anh Tranh, mẹ Tranh thì bây giờ con cũng vừa lên xin lỗi mẹ và chồng cố làm lại, bây giờ chờ một tuần nữa cho người bà. Nói chung là bà ơi, bà đừng nghĩ nhiều bà. Nói chung là mấy anh em con chú anh giải quyết cũng gần xong rồi. Tranh nó bao giờ về thì để cho nó cũng quyết vào. Còn Hòa thì nói chung là nó hơi nước cái nó xuống đấy nó nói chuyện với cả Tranh thì ở đây nó cũng có phải là có lòng thôi mà. Đấy, bà nó phải suy nghĩ nữa. Nhưng mà thôi thì là đã thế rồi, đã đồng ý nói chuyện gì rồi thì bây giờ phải gọi điện hay là đấy là nói chuyện cho nó. Bà mau lại nhiều xong rồi bận. Rồi là về, không có để lâu là không được lâu, là nó lại hôm nay ăn lên rồi, con bảo về luôn nhưng mà Tranh bảo không được. Con muốn cái gì bây giờ, muốn chia tay cái gì? À, chị ăn đi. Đi về. Em đã từ bỏ rồi đây, dù nuối tiếc cũng buông tay, dù có cố gắng đến đâu đổi thay đến đâu, hạnh phúc vẫn bỏ em lại phía sau, vậy đích vốn có một người không phải em, vậy thì mình chẳng cần phải thương hại nhau nữa anh à, em chẳng sao đâu. Thế anh có sai không? Tao đéo sai đâu, tao sai cả hai cùng sai. Rồi rồi. Bây giờ tao phải đi rồi. Giờ thì anh đã gan đáng để rời xa em rồi, đừng không nhớ em người ơi. Còn đấy còn một vài việc nữa, nó là nói chuyện mẹ. Mẹ đã về đâu, mẹ Tranh đã về đâu? Con còn chưa nói chuyện. Thế hôm nào mẹ nó về thì lên nói chuyện. Nói chung là hai vợ chồng con yên tâm rồi luôn. Bây giờ là trước mắt là bây giờ mình phải kết nối với Tranh là gọi điện hỏi han là gây lại tình cảm ban đầu cũng chưa, cũng phải là để rồi là mỗi cho sao nhãng một tí rồi là tôi dần nó nguội lạnh nó không tiếp về là mày mất vợ mất con đấy, không phải đơn giản đâu. Đây bảo anh em mà xem con rồi từ lần sau rồi đi cứ thế nhá mẹ mày. Em báo ngay bà đi đâu chưa bà? Bà gì bà đây là viện nó có giữ ở đấy nhưng mà bà là về bà lo chuyện của mày đấy. Còn xong rồi nếu mà bà viện nó bắt nhập viện vào thì mày phải đèo bà lên. Bây giờ đèo bà lên hay là hỏi bà xem mình làm. Bà ổn không hay để con đơn đi ạ? Bà không phải giấu cái bệnh. Hôm qua thì người ta cho thuốc đi về để mấy ngày nữa đi. Nhưng bà có ba có bệnh là bà phải nói với con cháu bà không được giấu. Bác sĩ nó bảo ở đấy thì bà ở đấy mà chưa. Thì nếu mà nó không đỡ mấy thì lại đi viện, chứ còn bây giờ nhà thì có mỗi mấy người là chưa còn đi. Đi rồi bà cứ đòi về sớm làm cái gì ở đấy cho nó khỏi. Nhưng mà mình ở trên
Này đi bà. Bây giờ bà phải khổ. Ê, mày thấy chưa? Con ví dụ có vợ thì vợ nó còn nên chăm bà được. Mình ở nhà mày trước ngày mày đi quay quá. Nhưng mà bà trên điện đấy, có mình bà thì ai chăm bà được không? Mày cháu trai khác đi, có vợ mày có phải mày đỡ khổ hơn không? Nói chuyện với bà xong rồi còn gì nữa. Thôi 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 tao không nói nữa. Thôi mà nghỉ thôi. Bây giờ anh em người ta góp ý là mình phải tiếp thu. Bây giờ mình làm ra cái lỗi thì mình lại phải đi cày cục đã dối tung dối bà lên tình cảm mất. Xong rồi tao hỏi anh em xem. Xong rồi thế là bao nhiêu ngày mày như thằng điên thằng đồ lên ý. Có chịu làm ăn gì đâu. Xong rồi dùng một tí thì lại anh em người ta góp ý thì mình bảo là thôi em rút kinh nghiệm lần sau. Bảo thủ của bà chứ không được. Nghỉ à? Thế con đi mà mua con nghỉ. Nhà bà nghỉ thôi đi. Nhà bà nghỉ thôi. Anh cũng đóng rồi em. Anh bảo gì đâu? Hôm nay muốn làm mày vui thì mày đấy, mày hàng gắn lại vợ đi và không vui. Còn đâu phải là mình nên như thế rồi. Biết tao thẳng biết mày nhá, vợ mày về đây là tao tặng mày này, tinh thần thoải mái hơn. Anh em về à? Thôi em về rồi. Ừ. Ấy xong rồi tối có gì sang anh nói chuyện nó tí ấy nhá.